Vâng, em xin chào các bác. Này. Hôm nay thì em bán xả con âm ly xui mặt hương này các bác nhé. Đấy. Dòng AU Alpha 507i. Đấy. Cái bọn này ngày xưa nhà em bán rất là nhiều. Đấy, nếu như bác nào theo dõi kênh của nhà em, các bác biết đấy. Em bán âm ly này cách đây một thời gian thì nó em bán rất là nhiều và thường xuyên luôn. Đấy, một tháng có khi bán cả hàng mấy trăm, hàng trăm cái luôn. Đấy. Video nên liên tục hàng ngày luôn đấy. Nhưng mà đợt này thì sau một thời gian làm thì em mệt mỏi thì em không động gì nhiều đến cái âm ly này nữa. Đấy nên là bây giờ nhưng mà thi thoảng nó vẫn về ấy, thì là em bán xả luôn nhá. Đấy, bán xả coi như là bán tù mù cho anh em thợ về chúng ta tự trích điện, chúng tự ghim điện, tự ấy nhá, tự kiểm tra, tự test nó xem có vấn đề gì thì chúng ta tự tự ấy nhé, tự khắc phục nhé. Đấy, đây con này thì cái dòng 507i này nó không rẻ đâu nhé, 507i này thị trường nó bán không hề rẻ đâu. Đấy. Mấy ông ở dưới Hà Đông, Văn Phú này bán đây có những thời điểm có ông bán tận 5,5 triệu này. Đấy, có những cái thời điểm mà thấp hơn một tí xíu thì nó khoảng tầm 4,5 triệu, 4,8 triệu này, đấy, rất là cao tiền luôn. Đấy, dòng 507i nhá. Đây. Samsung 507i này không này bảo ấy. Đây các bác nhìn này, đúng chưa? Đúng tông đấy chưa? Đấy. Đây nhá. Đấy, nếu mà hàng đẹp của nó là toàn lấy tiền luôn. Đấy nhá. Đây. 507i nhá. Đấy. Mà thôi con này thì em bán lỗ luôn nhá. Bán lỗ tù mù, bán lỗ luôn để cho anh em về thợ về tự kiểm tra nhá. Đấy, thợ về tự kiểm tra. Còn bác nào mà quen thợ thì cũng có thể là mang những con này về dùng nhá, cắm nhá. Đấy, đây đằng sau đó đây. Đấy, hàng đẹp luôn đấy nhá, như mặt mũi đấy thì em vừa quay đấy nhá. Này, nắp niêu đây, năm này 7i nhá. Đấy, con này 175W nhá, 175W, hàng điện 100V của Nhật. Đấy. Đây. Đấy, em bán tù mù nhá, em không bao sống chết gì đâu nhá. Đấy, em bán lỗ luôn này. Đấy, em bán con này nhá. Đấy, bình thường ra đấy các bác biết là những con này hàng nó không phải là rẻ tiền, toàn hơn 5 triệu. Có thời điểm thấp lắm thì cũng chỉ hơn, cũng phải tầm 4,5 triệu, 4,8 triệu rồi nhá. Thì con này em bán với giá là thôi em bán lỗ một nửa luôn nhá. Bán lỗ một nửa thôi với thị trường luôn nhá. Đấy, em bán với giá là 2,3 triệu nhá. 2,3 triệu. Thế bác nào mua liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 lấy hàng nha. Đấy, em cái này em bán tù mù nhá, tức là không bao sống chết, không có bảo hành có heo gì đâu nhá. Đấy, bán về là nguyên tình trạng này về các bác tự ghi biện, tự kiểm tra nhá. Đấy. Đấy nha, tự ghi biện, tự kiểm tra, nó sống nó chết thì các bác sửa nhá. Đấy, đây đúng như hình luôn. Đấy nhá. Đấy. Nội ngoại thất các thứ đấy, ngoại thất đây nhá. Còn bây giờ thôi em sẽ tháo cả cho các bác xem nội thất luôn nhá. Em sẽ tháo các bác xem nội thất nhá. Đấy, để cho các bác xem nội thất của nó luôn. Đấy, cùng em kiểm tra luôn nhá. Đấy, cái này thì nó có cả ốc lục giác nên chắc là sẽ phải cần chờ em một tí nhá. Và chờ em một tí em tháo ra nhá. À, trước khi tháo ra thì đây. Tránh trường hợp nhiều khi các bác bảo là đổi cháo nọ kia. Đấy. Bởi vì bây giờ em đi em lấy đồ em phải bao lại, em phải tạm dừng video nhá. Ở đây seri nhá. 4171 64171, đúng seri luôn. Đấy. Đọc cái seri này để làm gì, để tí sau khi tháo cái vỏ này ra xong em sẽ còn quay lại cái seri một lần nữa để cho các bác xem, không các bác lại bảo em cháo hàng nó kia nó mệt mỏi lắm. Đấy nhá. 64171. Ok nhá. Đây ok, bây giờ em sẽ thử cái này nhá. Em sẽ thử cái em sẽ tháo cái máy này ra nhá, tháo cái máy này ra để cho các bác xem ở trong nhá. Đấy. Đây nhá, đây bên trong này đều nguyên bụi luôn nhá, nguyên bụi luôn. Đấy, nguyên bụi luôn, về các bác vệ sinh nhá. Đấy, đây. Cầu chì còn nguyên phủ bụi, còn chưa cầu chì luôn này. Cầu chì còn bụi này. Đất bụi trên cầu chì đây bỏ đi vẫn nhìn thấy cầu chì vẫn là còn nguyên này. Đây. Đấy, nhá. Đấy. Đấy.
máy cũng biết nói chung còn đẹp. Đấy nhá. Còn ở đây là em bán mù nhá. Đấy. Em bán mù, em quay cho các bác để các bác thấy thêm nữa nó thôi. Hàng này nó về là có này em mấy luôn đấy nhá. Em bán là mù nhá. Đấy, bán mù là không ấy gì nhá. Không bao sống chết gì nhá. À đây đây, cái series này. Đấy, không lại các bác nào lại bảo là ấy. 4171 đúng chưa? Đó nha. Đây. Này phía dưới này. Mặt dưới đây nhá. Đây. Chúng con nhìn xuyên qua cái này thì thấy cũng còn ok. Đây. Đấy thì em bán là mù nhá, bán mù không bao sống chết thì các bác về các bác tự cập điện tự kiểm tra nhá. Này điện điện 100V nhá, này điện 100V. Đấy. Điện 100V nhá. Điện 100V. Đấy, và cái này thì em cũng nói luôn là đã gọi là bán mù rồi thì là sẽ có những cái trường hợp mà các cái này là em bán mù em không dán tem dán teo gì cả, thì sẽ có những trường hợp là theo kiểu là có khi trục lợi, tức là về đánh cháo nọ kia xong rồi bảo là nhà em bán nọ bán kia xong bắt đầu làm bù đù bù loa lên, thì em cũng nói luôn là tất cả cái trường hợp này em chỉ biết làm bán là em quay ở đây như này nhá, về em không có chịu trách nhiệm bất cứ cái gì. Đấy, 2,3 triệu nhá. Đấy, về các bác tự ấy nhá, không lúc về là bảo không có khi về xong rồi có khi là bị sao đấy thì lại có khi nó bị làm sao đấy, thì khi lại mang đi chọc máy sửa chữa gì tùm lum ở đâu đấy rồi xong về lại bảo là ông nguyên vụ ông bán mấy cái con bị sửa nọ kia là nó chết dở luôn đấy, em chỉ biết em đấy em quay như thế nhá. Tất cả các bác ưng ý các bác đấy, em bán là xa khỏi cửa hàng nhà em nhá, là em không có chịu trách nhiệm gì, bán mù là như thế luôn nhá. Về tất cả vấn đề gì các bác về tự kiểm tra mà thôi, bây giờ như này đi, tránh cái trường hợp nhiều khi là về có khi lại bảo là không nên tiếng cái nọ kia với lại không nên nguồn nhá. Em sẽ cắm điện, em sẽ cắm điện xem nó có nên nguồn hay không, em thử tí tiếng xem nó có tiếng không nhá. Thế thử một tí tiếng xem nó có tiếng không. Đấy, cho chắc ăn, nhưng không đến lúc bây giờ em bán mù không cắm điện thì về lại có bác lại vu oan thì chết dở. Đấy, chờ em tí, em lấy cái nguồn đây xong em cắm thử nhá. Em sẽ cắm thử luôn ở ngoài này. Đấy. Mà thôi để cho trong nhà có nguồn nhạc cắm cho nó dễ đi nhá. Thọ nó đang quay kia thì chắc là phải chờ một tí thôi. Em sẽ tạm dừng video một tí nhá, để em vào kia em lấy nguồn nhạc. Vâng. Đây, để chờ con thọ lâu quá nên em cắm điện ở ngoài này luôn nhá. Đấy. Đây. Này nhá, bây giờ bắt đầu cắm điện này. À. CD nhá. À, 64171 đúng chưa? Cắm điện này, điện là 100V nhá. Rồi. Đèn sáng này. Này đèn sáng nhá. Đấy. Rồi ok, bây giờ là em sẽ thử xem có tiếng không nhá. Này. Nhạc đang cắm đây rồi. Đang cắm ở đây để biết ngay. Đây nhá. Đây là đấy là bán tu mù ấy mà thôi nhá. Đây, tôi cứ test lên tí nhỡ đâu về có bác nào bác cái lại bảo trục lợi chết dở. Hai chúng mình này. Ngày đó quên nhau cùng chung tình trên tóc. Đây nhá. Đôi mắt thơ này hoa nắng tươi đây. Được chưa?
đấy nhá. Rồi bây giờ lại chuyển sang bên này. Đây, gài vào tí cho chắc. Rồi đây. Từng lá mê bay vương vón hại hoa bướm. Hai bên được tiếng nhá. Đấy ok nhá, đấy. Đấy nhá, vẫn đây bình thường nhá, đấy. Hoàn toàn đây bình thường nhá. Đấy thì con này đấy. Thôi em vẫn cứ đáng lý ra là không test đâu, nhưng toán tụ bùn không test đâu, nhưng mà thôi cứ để chắc ăn nha em. Đấy em test, em quay chi tiết các thứ ở trong ấy nhá. Đấy, bán 2.3 triệu. Bác nào mua liên hệ cho bên em nhé. Và em cũng nói luôn là các cái hàng này, hàng em bán tù mù không bắt súng chết, em không bỏ hành gì cả nhá. Tất tần tật đấy như đã quay đấy, bác nào đấy thì liên hệ sớm nhá. Đấy. Đấy. Đấy, anh em thợ ai đấy thì alo nhá. Đấy nhá. Đấy. Nhiều các cái anh em thợ giờ buồn cười lắm, là lấy về xong rồi bắt phải bảo hành nọ kia nhá. Cái này em bán là mù thì em nói rõ được, bán tù mù thì không có chuyện bảo hành nhá. Và cái nữa là nhiều người về là test không biết cách test như nào cho nên tiếng. Đấy nhá. Thợ kiểu gì ấy, nói chung em thấy thợ đấy buồn cười lắm. Thợ đấy em nghi á. Thợ đấy nghi á. Nhá. Đấy ok nhá, thì còn 2.3 triệu bác nào mua lên cho bên em. Vâng. Chạy đấy nhá. Bán tù mù nhá. Vâng ok, em xin chào các bác. Và xin được gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.